chưa hình ảnh và quý vị và các bạn nhìn thấy đây chính là hình ảnh của cái đàn tế lễ nhá. Đấy, như hôm trước Lương lên review cho toàn thể quý vị thì thấy rằng là nó chưa được hoàn thiện và đẹp như ngày hôm nay đó. Hôm nay thì nhìn thấy rất đẹp. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 quý vị các bạn nhá. Đó, Lương sẽ review sát đến để cho quý vị các bạn cùng xem. Ôi thế cháu có duyên rồi. À. Vâng. À. Cháu này vợ cháu cũng ở quê bác đấy. Vâng. Vợ cháu ở cũng ở Lam Đàn, ở chỗ Vân Diên ý, ngay chỗ thị trấn. Vất vả quá cô nhờ, đúng vào ngày mưa gió. Đây là hình ảnh những người làm những đóa hoa sen quê ở Nghệ An, quê bác. Đó, những đóa sen vàng đấy. Đấy. Để những cái đóa sen này sẽ đưa lên trên đấy, quý vị các bạn. Cái đàn tế lễ này thì mình thấy rất lớn. Cái đàn tế lễ này biểu tượng cho như kiểu cầu quốc thái dân an. Cháu chào cô cho cháu hỏi là cô đến đây đến chùa Tam Chúc được là lần thứ mấy ạ? Cô lần này lần đầu tiên cô đến đây. Vâng, cô đến cô tên là gì cô? Cô tên là Quế. À cô Hải Phòng. À cô tận Hải Phòng ạ. Vâng, thì cô đến đây là qua cô được biết thông tin về chùa Tam Chúc thì qua đâu? Cô xem trên TV trên mạng. À đấy ạ. Tổ chức hội nghị Vesak đấy. À đấy ạ. Một
người Phật tử cô rất hay đi chùa. À vâng. Cô đi Ấn Độ được mấy lần rồi cơ. À đấy ạ. Hôm nay cô nghe tin đấy nên là hôm nay cũng không quản mưa gió là cô về đây để cô tham quan chùa. Vâng. Thì cô đã đi thăm hết ở đây chưa cô? Cô đi cũng được một đoạn rồi. À đấy ạ. Cô đã lên đến chùa Ngọc chưa cô? Cô lên rồi, cô vừa xuống rồi. À đấy ạ. Thì cô cảm nhận khi mà lần đầu bước chân đến đây thì cô thấy chùa Tam Chúc so với những cái nơi khác thấy thế nào cô? Nói chung là chùa to đẹp hoành tráng, cô vâng. Thấy tâm linh là cũng thoải mái. À đấy ạ. Vậy thì cô đến rồi cô có cái lời khuyên nào để dành cho mọi người khi đến bước chân đến chùa Tam Chúc ạ? Không, cô nói chung mọi người là theo cô là nên đến đây ít nhất trong đời một vài lần để mà tham quan chiêm ngưỡng cảnh rồi lễ Phật. À vâng. Tâm nó thanh tịnh, lòng bình an đến đây thấy tư tưởng là thoải mái. Vâng. Thì theo cô là gì nhỉ? Ở những cái ngôi ở trong chùa Tam Chúc này thì cô biết là ở trong chùa mình có bao nhiêu cái vật báu nằm ở trong chùa Tam Chúc không? Chưa. Cô cũng chưa hiểu biết mấy. À cô đấy ạ. Đầu. À. Vâng, thế cháu cảm ơn cô. Chưa khi mà chúng cháu được biết là ở đây ở chùa Tam Chúc là có rất nhiều ngôi báu và những cái báu vật ở trong chùa Tam Chúc này thì hiện nay cả thế giới cũng không có. Nên là cô hãy tìm hiểu những cái vật báu đó và nó rất giá trị và rất tuyệt vời. Đấy, thôi cháu cảm ơn cô, chúc cô, vâng. Sẽ đi khám phá tiếp. Dạ vâng, chúc cô đi khám phá được những cái điều nhiều điều thú vị hơn. Xin cảm ơn cô ạ.